Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong series video của mình thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mà các bạn theo dõi quá trình mình tạo ra video. Xin chào các bạn nha. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu cho sản phẩm của mình các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ tô màu cho tô màu đen cho cái đầu nha các bạn ơi. Đấy, tô màu đen cho cái đầu nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ tô riêng phần phần của con sâu nha các bạn. Đấy. Những phần vằn tô hết màu vằn đi nha các bạn. Để tô màu vằn vào. Tiếp theo mình sẽ tô đến phần đầu nha các bạn. Đấy. Mình sẽ tô phần đầu của con bạch tuộc nha các bạn. Đấy, bạch tuộc các bạn. Mình tiếp tục tô đến phần xúc tu. Xúc tu hay là xúc tu của con bạch tuộc nha các bạn. Để cho nó đẹp nha các bạn. Đây, mình sẽ tô phần phần của con sâu trước. Xúc tu thì mình sẽ tô một màu xanh các bạn. Đấy, màu xanh. Thế thì mình sẽ tô đến phần đầu của con sâu. Đấy, mình sẽ tô hai phần khúc của con sâu như vậy. Tiếp theo mình sẽ tô đến hai khúc sau của con sâu cho một tím. Tiếp theo mình sẽ cho màu đen của con sâu như vậy. Đấy các bạn ạ. Các bạn ơi. Tiếp tục mình sẽ tô đến các bạn ơi. Mình tô tiếp mình sẽ cho màu đen. Như vậy video của mình đã kết thúc các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong series video của mình thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh.
những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mà các bạn theo dõi quá trình mình tạo ra video. Xin chào bạn nha. Mình sẽ đi vào chi tiết toàn bộ sản phẩm mình nha bạn. Đầu tiên mình sẽ tô phần càng tay của con chém chém. Tiếp theo mình sẽ tô phần cái bàn này bạn. Tiếp theo mình sẽ tô đuôi. Tiếp theo mình sẽ tô phần cánh. Tiếp theo mình sẽ tô phần bụng. Tiếp theo mình sẽ tô phần máy tính. Tiếp theo mình sẽ tô bụng con mèo nha bạn. Tiếp theo mình sẽ tô đến tóc của cô thư ký nha bạn. Đây là tóc một màu hồng cực đẹp. Tiếp theo mình sẽ tô đến tai. Tiếp theo mình sẽ tô đến mặt của con chim chiếm. Tiếp theo mình sẽ tô đến áo. Tiếp theo mình sẽ tô đến cánh tay và đôi chân của cô mèo nha bạn. À, ô tử không vào. Có á, hôm nay mình. Ô thật đấy. Ơ là vẫn được mà anh ông đóng hết cửa ấy vào rồi nó vẫn quay được mà. Vẫn quay được kiểu như mình nói nhiều thôi. Ơ anh vừa nhắn vào Quỳnh xong bà Quỳnh bảo là anh bảo là nó hát tử thì là nó khó quay. Tại vì anh cũng nghĩ là chỉ có anh bà đấy quay được. Thì là anh bảo bà đấy là hay thô không. Hay tôi không làm nhưng mà xong lúc anh đóng cái cửa vào với cả ông đóng cái cửa ngoài vào cũng thấy áp áp tiếng đi. Đang định bảo bà đấy đi nhưng bà đấy cũng trông cái thằng con còn đó. Thôi. Bảo đi đi của em thôi. Giờ bảo nữa bà đấy ấy rồi. Bà đấy đang trông ấy rồi. Giờ bà đấy rồi. Thế là anh nhắn cho mày thì mày chưa chưa? Em chưa thay. Thế nhưng mà là dùng được chưa? Dùng chưa? Chưa. Mai em thay nhưng mà em chỉ thay cái màn thôi. Thật là hỏng màn đấy rồi. Em chỉ thay cái màn thôi, lưng này để này cũng đẹp mà. Vãi, xong mà đang sợ biến giật giật. Nó không giật, em đeo ốp. Ừ, đeo ốp thì không bị. Đeo ốp không sao. Nhìn kì. Vãi, anh cứ tưởng là. Nhìn anh ơi. Nhưng mà anh cứ tưởng là mày không đi thật. Nói gì này. Từ từ để giờ. Vỡ hết cái màn trong luôn. Nếu mà nhắn thì bà đi đi còn nhưng mà khả năng bà đấy không đi đâu. Anh cứ nhắn đi. Để anh xem ông này. Thật luôn, thế là mày đi thật luôn. Vãi nhò, hơi muộn đấy nghe. Hôm nay em lên Bắc Ninh là hơi muộn. Lên Bắc Ninh gì? Nên đi lướt đâu. Nhìn có điện thoại oách đấy. Như vậy video mình kết thúc như vậy. Chào mừng.